Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tuần thì Thanh Trương xin chúc cho bà con cô bác có một đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an với gia đình cùng người thân. Thì hôm nay là ngày thứ hai cho nên là ở hội quán thì thực sự vườn không nhà trống đó quý vị. Đây quý vị khán giả không thấy quý vị khán giả nào bởi vì là hôm nay là bà con cô bác mình đang đi làm. Chắc là có lẽ đến tối thì sẽ có nhiều vị khách tới, nhưng mà cái cảnh tượng này là nói chung là nhìn không quen đó quý vị. Lần đầu là lúc nào cũng đông đông, giờ nhìn thấy không có quen lắm. Thì hôm nay Thanh Trương đang ngồi cà phê ở đây. Ủa đi đâu đây? Nói to một xíu không có mic. Đi chơi hả? Hôm nay ông đi bán vé số à? Hay, Kiệt chào bà con cô bác đi Kiệt. Chào bà con cô bác, chúc bà con vui vẻ và mau đẻ. Vẫn cứ thích mau đẻ hả? Ủa thế Kiệt thích uống gì kêu đi. Uống gì ông Trương kêu cho. Cà phê à, cà phê đá này luôn nha. Chị ơi cho em thêm một ly cà phê đá nữa nha. Đá anh. Đá ngọt hả? Đá anh nha. Đá anh thì cay đắng rồi nhưng không có ngọt rồi. Nói chung là cũng đá anh thôi. Nhưng mà có lẽ là hôm nay là cái buổi cuối cùng mà nói thật là Trương ngồi với Kiệt ở đây. Kiệt biết thì sao không Kiệt? Nói chung là mấy ngày nay thì Thanh Trương nói chung cũng hơi buồn. Buồn nhiều lắm. Thì hôm kia thì Trương có coi, vô tình coi một clip Kiệt đi casting ngôi sao miệt vườn. Thì được anh Khương dẫn vào phòng. Thì sau này thì Kiệt nổi tiếng rồi, làm ca sĩ rồi, thì mấy ai chơi với người thường như Trương nữa đâu mà. Đã có, chỉ còn mà vui trẻ mà anh em mà, chứ đâu có cái gì đâu không được. Kiệt đã nói là chúng mình là anh em. Nhưng mà anh em sao mà Kiệt chơi Trương một vố đau quá Kiệt ơi. Sao mà chơi vố gì em gửi chứ đau chứ chơi vố gì. Gần chứ nữa Hương ơi, anh không có mic. Đó thì anh đã gọi là một ngày là gọi anh em thì là cả đời là anh em. Nhưng mà Kiệt cũng là người mà mua bánh sinh nhật cho Trương. Cũng biết là Nhi là người đã mua bánh tổ chức sinh nhật cho Trương. Mà ấy thế mà cái clip đó đau lòng quá Kiệt ạ. Trương buồn nhiều lắm. Đang thất nghiệp rồi lại còn thêm thất tình nữa thì buồn quá. Không biết nói sao với Kiệt nữa rồi. Thôi uống cà phê đi. Anh em vô à, chứ có gì đâu. Chứ mà em cũng đang cũng kẹo chi mà chứ không phải đâu. Cà phê này đắng quá Kiệt ơi. Em ơi, anh Hải ơi, cà phê sao hôm nay đắng vậy anh Hải? Đắng lắm. Chả biết nói sao cả. Anh em mình là anh em với nhau mà. Kiệt biết Trương cũng thầm thương trộm nhớ Nhi lâu rồi mà hôm đó lại Kiệt chọn âm nhạc hay chọn Nhi thì trời ơi không phải là đường. Đắng ở đây là đắng cay trong lòng chứ không phải là đường. Trời đất ơi, cũng thầm thương trộm nhớ nhưng mà chưa thành tài nên là chưa thổ lộ. Vậy mà hôm bữa cũng hỏi chú Hai giới thiệu với Nhi nhá, chọn con đường âm nhạc hay là con đường với bé Nhi mà lại làm mai cho Nhi. Thì giờ thì các anh em bạn bè đó, bữa Kiệt nói là Kiệt có mến cảm mến bé Hương thì Trương đã dẫn Kiệt đi vô tỏ tình nói chuyện với bé Hương rồi. Ấy thế mà Kiệt đứng nơi này trông núi nọ mà lại lọ mọ đúng cái người mà Trương thích nữa thì nhưng buồn á. Uống đi Kiệt ơi, vô uống đi cho quên sự đời, say cà phê thôi. Đắng quá. Hôm nay hình như cà phê này bỏ ớt thì sao ạ? Nó cay gì đâu. Sao Kiệt có nói gì với Trương không?
cái gì đâu thì bây giờ phải giải thích chứ. Chứ Kiệt có trong lòng Kiệt có thích không thì nói vậy chứ không biết chứ. Có tại ra cũng ấp ấp ống với lại ấp ấp ống bún thì là thích hả? Ấp ấp ống với lại ấy qua nên nói gì thôi. Không, bây giờ thích đây á là cảm ơn á là thích là cảm ơn cảm mến hả? Cảm ơn cảm mến chứ lại cái gì thôi. Nhưng mà khuôn mặt của Kiệt nó không đó, thấy chưa, với nụ cười ánh mắt này, điều cười này thì làm sao mà dùng cái từ cảm mến được, đúng không Caramel? Chính xác đấy chưa. Nói chung là Trương sau khi Trương coi clip đó vừa mừng vừa cười vì clip nó rất buồn cười và dễ thương, nhưng mà cười bao nhiêu thì trong lòng nó đau bấy nhiêu, cảm giác như là gọi là cái trái tim á, trái tim của Trương là vỡ ra trăm mảnh mà mỗi mảnh nó đi mỗi nước khác nhau, bây giờ tìm không thấy, là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, buồn lắm mà càng suy nghĩ lại càng buồn. Khán giả lại còn nhắn tin nói là Trương ơi kìa 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 buồn quá, nhắn tin nói là Kiệt cua bé Nhi rồi, nói chung là buồn quá, mình lại dưới cửa Kiệt nữa, thất tình từ tử đu cây mật sung dinh ngã cây huỳnh, nào ngờ rớt xuống dẫm cây đinh, không chết vì tình chết vì đinh. Buồn lắm. Thất tình thì ít mà thất vọng thì nhiều kìa. Wow. Bạn thấy không, con cua tôi cũng chia làm đôi. Con cua có 8 cái càng với lại 2 cái có 8 cái càng thôi, tôi cũng cho bạn 4 cái. Mà nó lòng nào như bạn cũng cưa đôi ra nên bạn biết trái tim tôi mà bạn cưa đôi ra thì tôi đau lòng lắm. Bạn thấy không, bạn thấy tôi buồn cái cả quán cũng không ai ngồi luôn. Lúc mà người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Cái đó là tại tôi biết tao. Nhưng mà có thích thật không? Bạn nói cho tôi biết để tôi kiếm đường, tôi rút lui, tôi trốn chạy chứ. Bà chưa biết được bạn ơi, tại cũng chưa biết được bạn ơi hả? Nhưng mà trong lòng có một chút thích không? Nhưng mà sao có. Sao thích hết người này đến người khác vậy? Ai? Lúc thì bé Hương, lúc thì bé Nhi, lúc thì bé gì trong kia cứ... Tôi không... Bây giờ lúc đầu tôi thấy cái điệu mà trái tim này tôi thấy đáng yêu à. Nhưng mà bây giờ tôi cực kỳ ghét cái điệu này. Không hề đáng yêu một chút nào các kia ạ. Cay đắng quá. Cay đắng quá chứ. Con cua có 8 cái càng, tôi cũng chia cho bạn 4 cái. Rồi bé nửa con cua. Bé số tôi cũng ủng hộ cho bạn. Cà phê tôi cũng mời bạn. Đâu biết đâu, đó là hảo. Rất đáng trôi mà, đâu phải đấy đâu. Ý bạn là bạn trêu đùa tình cảm với anh Nhi sao bạn trôn? Bạn trêu đùa tình cảm à? Không có. Thì là thật nào. Rồi còn gì nữa. Bạn cứ ấp áp búng không tự tin như vậy là tôi biết bạn đang nói xạo rồi. Đau lòng quá. Ê vô. Buồn đó bạn ơi. Bạn biết anh Nhi hết rồi không? Bạn có biết bé Nhi có thích tôi hay không hả? Ủa nói chuyện hay ra là bạn vẫn cứ kiên quyết với cái mục tiêu của bạn hả? Là không biết bé Nhi có thích tôi hả? Như kiểu là đừng có nói như vậy, đừng có nói như vậy. Không biết bé Nhi có thích tôi không? Như vậy hả? Đau lòng lắm. Thôi nói chung là hôm nay không đi bán vé số nè. À, không. Hai bán hết rồi. Có anh đang nghỉ. Trời ơi, tuần có 7 ngày mà nghỉ mới 5 ngày à? 4 ngày, 3 ngày. Một tuần 7 ngày nghỉ 4 ngày 3 ngày để nghỉ dưỡng đi picnic rồi đi xả xui rồi nói chuyện đúng không? Bạn đúng là đời sống cao quá rồi. Tôi thì đây đang cắm đầu cắm mặt tôi đi làm tay chân. Làm sao mà tôi có thể quen được chứ? Bạn lãng tử có kìa là quá lãng tử luôn. Bạn phải dạy tôi sao mà lãng tử như bạn được nè. Nhưng mà bữa đó làm sao, cảm xúc làm sao? Không có. Ý là biết là không có gì đâu, nhưng mà ý là bữa đó có vui không? Anh Khương anh dẹo vậy có vui không? Vui mà. Vui mà đúng không?
Nhưng mà sao nhiều quý vị khán giả bảo là đừng có lợi dụng Kiệt nữa, đừng có trêu đùa Kiệt nữa. Nhưng mà Kiệt thấy sao? Kiệt chả lẽ Kiệt cũng mới có ý kiến riêng của mình, như Kiệt thấy mọi người hay ghẹo Kiệt như vậy, Kiệt cũng biết là ghẹo đúng không? Đúng không? Nhưng mà thấy vui đúng không? Vui. Vui nhỉ? Nói chung ai ghẹo cũng vui chứ. Ai ghẹo cũng vui hết trơn hả? Nhưng mà có bị lợi dụng gì chưa? Chưa. Có mang, có thấy bản thân mình bị trêu đùa không? Chưa. Có bị bạn trêu đùa tôi từ ngày qua đó. Tôi trêu đùa gì bạn? Ngày qua bạn nói tới bây giờ bạn nói giờ nói giúp rồi đấy. Tối hôm qua tôi định đến gặp bạn với hai người đàn ông nói chuyện với nhau rồi, nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại là giận quá mất khôn, nên hôm nay tôi bình tĩnh lại. Bạn thấy tôi phong thái tôi bình tĩnh không? Rất bình tĩnh, tại vì tôi đón nhận cái đó như hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Bạn thấy tôi với bạn đang ngồi cà phê với nhau như cái bài hát mà 2 cộng 1 bằng 3 chưa? À 1 cộng 1 bằng 3 chưa? Có rồi ạ. Có luôn chưa? Một phải hơn 2 chứ sao quá. Có một bài hát 1 cộng 1 bằng 3, bạn lên mạng bạn tìm đi. À, có ạ. À là anh cha lại tự do cho cô ấy. Hai là anh đâu, anh không có quyền gì. Đó, bạn lên bạn coi cái bài hát đó đi. À, nói chung là đấy vui đúng không? Không ai lợi dụng mình đúng không? Nhưng mà xưa từ lúc mà bạn vào hội quán giờ là bạn thấy có mọi người trong ngày đối đãi với bạn, nói chuyện với bạn nhiều, bạn thấy vui không? Vui. Chứ ngày trước ít người nói chuyện đúng không? Trước giờ có nói chuyện ai đâu? Trước giờ không nói chuyện với ai à? Không có bạn bè gì à? Không không. Không có. Thì vô đây là thấy vui đúng không? Thấy vui là ai cũng muốn làm quen này, giống kiểu mình vui vui đúng không? Vui vui. Nãy giờ tôi cũng ghẹo bạn á. Anh nhìn này, đó, chôn, chôn Việt Nam. Thế đùa về tôi ghẹo bạn vậy thôi chứ. Chứ tôi cũng không có ý gì đâu. Ê bạn, nói chung là hình như là bố mẹ bạn cũng giục bạn lấy vợ đúng không? Đúng rồi, không thì có thiệt. Có thiệt đúng không? Nhưng bạn cũng giống hoàn cảnh của tôi rồi. Cũng chả khác gì hả? Bây giờ mình lớn rồi đúng không? Ba mẹ cứ giục lấy vợ là vì muốn là có người mình tâm sự, trò chuyện, chăm sóc mình đúng không? Có người bầu bạn. Ờ, có người bầu bạn đúng không? Hàn huyên với mình, bạn cũng giống tôi, cũng bị ba mẹ giục lấy vợ rồi. Nên vui vậy thôi, chứ tôi với Minh Nhi cũng anh em với nhau nói chuyện vui à, ghẹo vui vui vậy thôi, chứ trai lớn rồi. Trai lớn thì mọi người mới nói chuyện cho vui chứ, ghẹo bình thường mà. Đúng không? Thà như ghẹo Trương với Kiệt mà quen nhau mới là chuyện lạ Việt Nam ấy. Mình mới thấy bực ha. Không, mà vui mà. Vui mà. Đó, thì đây quý vị khán giả, nãy giờ anh Dương cũng ghẹo Kiệt thôi chứ anh Dương cũng chả có ý gì đâu. Nói chung là Kiệt đến đây là cũng vui với anh em, vậy là vui rồi. Thôi vô cái nào, nãy giờ nói đùa á. Rồi biết rồi, không biết mà. Biết mà. Kiệt hay lắm, quý vị khán giả là đăng lên Zalo là những người mà cảm ơn các bạn, cảm ơn Mai Mi này, cảm ơn Thanh Trương rồi Hải Châu rồi, cảm ơn mọi người đã nói chuyện với em mỗi ngày. Bị những khán giả IT người ta chỉ trích nhưng mà vẫn xong còn đòi ở chú Khương gỡ clip nữa cơ. Nhưng không sao đâu, vui mà, mình đâu có ý gì đâu, đúng không? Đâu quà đó đâu. Bạn có đăng lên trang tin của Zalo đó đâu. Có đâu, tôi nói dối bạn làm gì, bạn đăng lên mà. Thế rồi cái đăng đó là cảm ơn mọi người. Thì cảm ơn mọi người. Ừ. Chứ tôi nói sai à. Chứ không phải là kêu cỡ clip gì đâu. Đâu có đăng gì. Đâu có nhắn tin là nếu mà Trương ngại hay là không thích thì hỏi chú Khương gỡ clip mấy gì đó. Nhưng mà đâu có gì đâu, vui mà. Đâu có gỡ clip gì đâu. Nè, đọc trong đó mà. Không quá. Nè nè, cái gửi đó. Xóa rồi mà. Ờ, lại xóa rồi. Vậy là có gửi á. Gửi mà không có xóa rồi. Nè, lại xóa rồi, không sao đâu. Vui mà, ngồi đây nói chuyện với tôi xíu, tôi làm kịch bản á. Không phải. À, Nhi cũng thích hả? À? Không sao đâu, Nhi cũng dễ thương mà. Nhi cũng bình thường à, vui mà. Mình cũng như anh em với nhau cả mà. Vô đây mình cần gặp mặt nhau nói chuyện nha mà. Không sao đâu. Ờ, quý vị nói đùa mà, chứ giờ cuộc sống mà cứ nghiêm túc quá thì sao mà sống được. Phải vui nhưng mà biết giới hạn của nó, không có nghịch dại là được. Thôi bây giờ thì
tranh thủ chào quý vị khán giả đi, tôi uống ly cà phê xong tôi còn đi vô làm, chắc bạn qua đây chơi hay là về luôn? À, đi rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những clip tiếp theo nha. Rồi, bạn có chào quý vị khán giả gì không nè? Đây này, bạn nhìn đây này, bạn nhìn đầu đây. Mau đẻ. Giữ là cái cơ chút ngại luôn. Mau đẻ là mình đẻ tiền đấy bà cả. Đúng rồi. Không biết sao Hải Châu cũng nghe theo lời Kiệt nói rồi cũng về chúc người yêu mau đẻ cái rồi có bầu luôn. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.